Em xin chào quý anh chị nha. Vâng, những khán giả và những fan của channel xe hơi. Thì hôm nay trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản dầu cao cấp. Cũng là Santa Fe nhưng mà phiên bản này nhìn nó đẹp và lạ lắm đúng không ạ? Vâng, màu nó là màu đỏ đô nha anh chị. Đó, đỏ đô này bên em có mã màu là S5W. Đó, đọc hẳn mã màu cho nó chuẩn luôn. Xe thì rất là nhiều màu đỏ. Đó, nó có đỏ đô, đỏ tươi ấy. Ngoài thuộc là mã 5W. S5W. Về chiếc Hyundai Santa Fe này thì anh chị có thể theo dõi trên các bảng xếp hạng thị trường xe hơi Việt Nam hàng tháng. Thì anh chị có thể thấy là có rất là nhiều, đa số là các tháng trong năm, Santa Fe đều thuộc những phân khúc xe bán chạy nhất trong top 10 phân khúc xe bán chạy tại Việt Nam. Thì Santa Fe có những điểm gì đặc biệt và nổi trội để luôn nằm trong top 10? Em và anh chị hôm nay sẽ cùng tìm hiểu qua. Thì về tổng quan, anh chị có thấy là chiếc Santa Fe này được trang bị với vẻ ngoài, bề ngoài rất là hầm hố, với kích thước chiều dài rộng cao lần lượt như sau: 4m785, 1m9 và 1m720. Một kích thước hoàn toàn vượt trội so với những đối thủ trong phân khúc đó. Ví dụ như là em lấy ví dụ có thể vượt trội hơn là Outlander này, đó. Vượt trội hơn ví dụ như là 7 chỗ thì chắc chắn là hơn CRV rồi, nhưng mà chắc CRV là dưới phân khúc thôi đó. Với động cơ của bản dầu là động cơ Smart Stream dung tích 2.2 turbo cho công suất cực đại là 202 mã lực, với mô men xoắn cực đại là 440 Newton mét. Vâng, một con số rất là ấn tượng. Và được dẫn động với hộp số 8 cấp ly hợp ướt. Đó. Cho nên là riêng về phần máy dầu của Hyundai thì là luôn có thương hiệu nổi tiếng từ trước đến nay rồi trên toàn thế giới. Và với cái hộp số liệp kép 8 cấp thì anh chị sẽ tăng tốc chiếc xe này rất là êm ái, không lo bị giật. Hộp số và số rất là linh hoạt. Phần đầu xe thì anh chị có thấy là có bốn cảm biến này, đèn full LED công nghệ chiếu projector, mặt ga lăng mạ chrome sáng bóng sang trọng, kèm chiếc camera 360 độ và chiếc radar tích hợp công nghệ kiểm soát hành trình chủ động, rất nhiều chrome đó, rất là đẹp anh chị. Về phần sườn xe thì chiếc xe có thêm hai thanh chrome bảng ốp dọc sườn cũng rất chi là sang trọng. Tay nắm cửa cũng được mạ chrome, bán chrome tích hợp nút bấm mở cửa. Gương chiếu hậu cũng được trang bị camera 360 đó, và công nghệ cảnh báo điểm mù trên gương. Phần cốp thì xe được trang bị là cốp điện tích hợp nhớ cốp thông minh và chống kẹt, cũng là chiếc camera 360 tại đây, và bốn cảm biến lùi kèm ốp chrome to bản đó, ốp cản chrome to bản, đi đâu cũng thấy chrome, đi đâu cũng thấy sang trọng, đi đâu cũng thấy rất chi là tiền đó, rất là đắt giá đấy. Công nghệ này thì hàng hà sa số, như ghế hai vị trí này, rồi hệ thống giữ làn, cảnh báo lệch làn, giữ khoảng cách so với xe phía trước đó. Màn hình giải trí trung tâm là Đã có tín hiệu vệ tinh. 10,25 inch và màn hình đa thông tin ở đây là 12,3 inch. Đấy, khi anh chị mở xe vào, xe đã gọi là tích hợp kết nối với cả tín hiệu từ vệ tinh, thì sẽ cho anh chị được cái map navigation mà riêng Hyundai phát triển riêng cho dòng xe Hyundai tại
tại thị trường Việt Nam. Đó, cái công nghệ trên đấy thì nó rất là hữu ích khi anh chị tham gia giao thông. Đó là định vị này, chỉ đường, cảnh báo tốc độ, cảnh báo camera phía trước, đó có cam phạt nguội nó cảnh báo. Rồi đến phần yên ngựa thì cần số dạng nút bấm. Thì cần số dạng nút bấm này thì trên tất cả các dòng xe Hyundai Santa Fe từ bản tiêu chuẩn đến cao cấp đã được trang bị rồi. Điều hòa thì tự động hay vùng độc lập, có lọc gió ion. Đó. Rồi thì sấy sưởi ghế của hai hàng ghế phía trước, phanh tay điện tử auto hold, sưởi vô lăng. Rồi thì riêng bản Santa Fe dầu cao cấp thì hoàn toàn khác biệt so với cả các bản khác, đó là được trang bị ngoài 4 chế độ lái như là Eco, Normal, Eco, Smart. Eco là chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu này. Smart là chế độ lái thông minh, Comfort là chế độ lái êm ái và Sport là chế độ lái thể thao. Thì có thêm 3 chế độ lái địa hình cải tiến và vượt trội hơn bản sang cấp. Đó là chế độ lái địa hình tuyết, địa hình gập ghềnh và địa hình sa mạc. Chỉ riêng bản dầu cao cấp mới có, thưa anh chị. Sạc không dây chuẩn quy. Rồi. Rất là nhiều công nghệ. Gương chiếu hậu bên trong là chống chói tự động và tích hợp cửa sổ trời toàn cảnh panorama một chạm. Đấy, anh chị có thể thấy là hàng ghế sau rất là rộng rãi. Màu da là màu da đỏ, nâu đỏ cứng ngắc, sang trọng và rất chi là sạch sẽ. Đấy, anh chị có thể thấy là chất liệu ghế da này rất là mềm, được đục lỗ, tạo cảm giác ngồi rất là thoáng. Đó, cũng rất là nhiều da trong nội thất xe. Đấy, anh chị có thể thấy đấy, màu này thì nó tạo cảm giác rất là sang trọng và ấm áp. Về trên vô lăng này cũng được tích hợp thêm lẫy chuyển số thể thao cùng rất nhiều công nghệ an toàn em có thể kể đến cho anh chị. Đó là những cái công nghệ nổi trội thôi nhá, chứ còn thì cân bằng điện tử mới khởi ngang dốc mày mấy cái vậy vậy thì trên những cái chiếc xe hơn 1 tỷ thì xe nào cũng có rồi. Thì những công nghệ vượt trội của Santa Fe so với các đối thủ khác như là cảm biến áp suất lốp này, rồi thì gương chiếu hậu chống chói tự động này, hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi, cảnh báo người ngồi hàng ghế sau, hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ, khóa an toàn thông minh, phanh tay điện tử auto hold, hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù, đèn pha tự động thích ứng, camera 360 độ, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường và hiển thị điểm mù trên màn hình. Đó, chìa khóa thì là chìa khóa chống trộm và mã hóa động cơ. Số túi khí của xe là 6 túi. Đó. Thì tại thời điểm tháng 7 này bên em thì chiếc xe Santa Fe và các dòng xe Hyundai khác như là Tucson, Creta, i10, Accent đã đều được hạ giá thành so với cả thời điểm của tháng 6. Và tháng 7 này anh chị có thể nhân cơ hội này để mình chạy ngâu. Tránh trường hợp là mình mua xe vào tháng 7 âm thì nó sẽ có cái nhiều những cái duy tâm về vấn đề là tháng 7 âm. Thì hiện tại những cái xe Hyundai thì đa số là các cái dòng xe thì bên em đều có sẵn xe giao luôn. Thì nó cũng là thời điểm tiệm cận của tháng 7 âm rồi, thì anh chị có thể book ngay cho mình một chiếc để mình kịp chạy ngâu. Nhưng mà về nói về mặt trái thì cũng có cái mặt phải của ngâu, thì so với những anh chị mình duy tâm mình không mua xe tháng 7. Nhưng mà đổi lại thì nếu mà anh chị có quan tâm đến mua xe tháng 7 thì về cái giá thành cũng sẽ tốt hơn của những người tháng khác trong năm. Đấy là cái nhìn thị trường của em đó. Thì mỗi người một phong cách, mỗi người một sở thích và mỗi người một cái tư duy về tâm linh, về phong thủy. Thì em cũng chỉ biết tư vấn vậy thôi. Thì em
cũng xin kết thúc cái video này tại đây. Xin cảm ơn anh chị đã theo dõi, quan tâm và ủng hộ channel Hùng Xe Hơi. Em xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào anh chị ạ.